Hello anh em, thấy anh em ở trên group á, đăng cái con Lý Bạch mạnh lắm anh em ạ, nhưng công nhận là mạnh thật. Nãy mình vô mình check ở trong cái đấu đỉnh phong này này, thấy idol tranh hơn 1 tỷ lực mà đánh vẫn thắng được, không hiểu kiểu gì luôn. Trận này cũng hơn 1 tỷ lực này anh em ơi. Một bên thì chơi hai carry, chơi hai dam, một bên thì chơi hai tank, một dam và hai búp. Chỉ có chênh lệch một cái là bên kia có cái con Thiên Sơn, nó lấy nộ của con võ đang không nộ được là coi như thua cả trận đấu luôn. Bên này thì võ đang nộ được đó anh em thấy không, chuyển chiêu với lại thiên long thì nó cover cho cái dàn sau phải nói là mắc binh luôn anh em ạ. Nó idol chi vát 21 với lại idol ra cát dự, hai ông này chênh lệch nhau lực chiến tổng có hơn 1 tỷ anh em ạ. Một ông thì là 2,8 tỷ, một ông thì có 1 tỷ mấy thôi, kinh khủng thật sự luôn. Chênh mà hơn 1 tỷ lực chiến tổng á, mấy cái tem hai tem ba này chắc là bay màu rồi, tại vì tem một còn không đánh được cơ thì tem hai tem ba này chắc là bay màu anh em ạ. Quá là vãi chưởng luôn đó anh em thấy không. Một đam nha, chỉ cần con võ đang nó đam một cái thôi là coi như xong luôn, cả tem bên kia nó giật một cái là đi luôn anh em ạ. Mấy con support đi thì mấy con carry làm gì có nộ mà chơi đâu, đó phê cực kỳ luôn. Mà anh em đã chơi lên tầm độ 2,8 tỷ rồi thì tất nhiên là đồ đạc công nghệ rất là đầy đủ anh em ạ, không thiếu cái gì cả. Đây 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 anh em ơi, đây và ông ta đó chi phát hai ông thì một ông 2,8 tỷ, một ông 1,7 tỷ, 1,5 tỷ gì đấy, tranh vào hơn 1 tỷ anh em ạ. Đó mấy cái cụm mà ở mấy 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 cái nhóm đấu 23 thì lại bình thường lực chiến khá là thấp. Đó, có cái ông đầu tiên này này, Lý Bạch phải nói là mạnh bãi trưởng luôn anh em ạ. Đây 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 đây, nó nảy hai cái bay màu luôn anh em ơi, kiểu lê vô phát chết luôn, phải kiểu lê không ta, vô phát hết máu luôn nhưng mà không chết anh em ạ. Chết chưa, chưa chết đúng không, nếu mà chết thì màn hình nó phải màu đen cơ, màu xám cơ. Đó, nó hồi sinh lại này anh em thấy không, nó hồi sinh lại này. Lý Bạch nộ một cái này, bên kia chết mất mấy con support rồi đó, còn mỗi con thần thủy cung thôi. Đó chết luôn anh em ạ, anh em thấy không, hai nộ anh em ơi, hai nộ thôi nha, mà gần như là bên kia carry không động được đến luôn á, không động được đến người luôn anh em ạ. Động được đến thì lại có cái bí kíp với lại cái bảo vật nó cover bất tử, mạnh cực kỳ luôn anh em ạ, vãi trưởng luôn. Bạch Ngọc Đường trận này thì Bạch Ngọc Đường bị hẹo mất nhưng mà không sao cả. Đó con cửu lê phải không ta, con cửu lê này anh em thấy có ít máu này không, tí nó lại sống lại nhưng mà đó nó sống lại rồi này, nhưng mà gần hình như là không chết nổi anh em ạ. Bên kia cũng có vãi trưởng thật sự luôn anh em ạ. Game này bây giờ mấy cái giải đấu này nó xếp tem, họ xếp tem á, cover nhau tướng kịch kỳ kinh khủng luôn, chỉ cần lên thua một con nguyên thôi là thua cả trận đấu luôn, tại vì cái này nó đánh theo một tem mạnh nhất mà, đánh lần lượt anh em ạ. Họ phê cực kỳ luôn đó anh em thấy không, sức mạnh của Lý Bạch đó mình thấy ở trên group anh em nói mình không tin, nhưng mà vô đây xem thì công nhận là phải nói là vãi trưởng thật sự. Sau này á, ai mà chỉ cần thọt một con tướng nguyên hay một con tướng thần thôi là bay màu cả trận đấu luôn anh em ạ.